Người dân nhiều lần kiến nghị các ngành chuyên môn vào cuộc cải tạo sửa chữa. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường giao thông liên xã liên thôn trên địa bàn huyện Lâm Hà vẫn tiếp tục hư hỏng. Đặc biệt một số tuyến đường trọng điểm hiện bị xuống cấp nghiêm trọng hơn. Tuyến đường liên xã Tân Văn, Phúc Thọ là một điển hình mà chúng tôi phản ánh ở phóng sự sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tuyến đường Tân Văn, Phúc Thọ là huyết mạch giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trong vùng và các xã phụ cận. Tuy nhiên, thời gian qua, tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng, mặc dù đã được nhà nước cải tạo sửa chữa. Và đây, những phương tiện trọng tải lớn vẫn hàng ngày, hàng giờ ngang nhiên cày xéo, làm biến dạng các mặt đường. Đoạn đường đây hồi đầu tiên mới làm á, là nó thẳng, là tráng nhựa đàng hoàng hết, là không có gì cả. Một thời gian sau này á, là do xe tải chở đất quá nhiều, thành ra đường nó mới hư. Không những là thôn ở Tân Tiến, trong thôn Tân Đức đường vẫn hư rất là nhiều. Nằm sát ngay trung tâm xã, ngã ba của tuyến đường Tân Văn Phúc Thọ vào mùa mưa càng thêm lầy lội gập ghềnh. Không chỉ gây khó khăn trong lưu thông, người dân sống hai bên đường phải đối mặt với ô nhiễm môi trường. Trước phản ánh của người dân, chính quyền xã Tân Văn đã nhiều lần kiến nghị. Đến thời điểm hiện nay là hai tuyến đường này là xuống cấp rất là trầm trọng, đặc biệt là đối với những khi mà mưa cục bộ, mưa lớn là nhiều đoạn, nhiều chỗ là đi lại rất là khó khăn, không biết đâu là đường, đâu là hố. Do đó cho nên là một số những cái vụ việc tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Chính quyền địa phương rất là mong muốn các cấp quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Hàng năm thì Ủy ban dân huyện Lâm Hà cũng có bố trí cái số vốn của ngân sách huyện để duy tu sửa chữa. Song do cái công trình nó có quy mô rất là lớn, chiều dài dài, cho nên và cái số vốn của ngân sách huyện thì hạn hẹp. Cho nên hàng năm chỉ duy tu sửa chữa được một số đoạn mà xuống cấp nặng. Tuyến đường Tân Văn Phúc Thọ được đầu tư đưa vào hoạt động cách đây gần 10 năm. Đơn vị quản lý là Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Công cộng huyện Lâm Hà. Trước thực trạng đường bị xuống cấp, năm 2012, huyện Lâm Hà đã trích nguồn kinh phí gần 3,8 tỷ đồng để duy tu sửa chữa. Thế nhưng việc cải tạo và giữ đường khó đảm bảo, bởi hàng ngày phải gồng mình gánh đỡ một lượng lớn phương tiện trọng tải lớn như thế này. Đối với địa phương bây giờ quản lý và cái xe tải trọng quá lớn mà với cái cấp đường như này, bây giờ mình có nắp đắp cho nọ thì lại khóa chỗ kia, là đề nghị một số cơ quan chức năng làm sao mà khống chế cái tải trọng xe vận chuyển. Đã đến lúc chính quyền địa phương phải có giải pháp khắc phục, ngành chức năng cần vào cuộc, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý kịp thời đối với các phương tiện trọng tải lớn thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này. Vâng, xin mời anh Sơn. Cái mình muốn dùng cái xà lách mùa hè thì nó cứ khó là có xà lách này, sắn, lại rót, lại trứng, cái lại thịt đùi. Cái miếng thịt đùi thì mình trước khi mình luộc qua thì mình phải